Hôm nay bếp nhà kê sẽ làm món bánh phở cuốn thịt nướng. Nguyên liệu có bánh phở. Bánh phở thì tùy gia đình mình ăn nhiều hay ít để mình tráng nhé. Bánh phở này thì mình tự tráng. Còn nếu như các bạn không tráng được thì các bạn có thể mua ở bên ngoài, người ta cũng bán nha. Tiếp theo là mình sẽ có thịt nướng. Thịt này, thịt này mình chưa nướng. Các bạn sử dụng thịt nạc mềm nhé. Mình sẽ ướp vào đây nước mắm, sống chưa ra nha các bạn. Mình có chanh, chanh ớt, nước mắm để làm sốt, và mình có đây là đậu phộng rang lên, sau đó là mình xay nhuyễn. Thì đây là đậu hỗn hợp đậu phộng với nước nha, rang lên xay nhuyễn nha. Mình sẽ ướp thịt để nướng. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng hạt nêm. Một muỗng canh nước mắm. Nửa muỗng canh dầu mè. Và một muỗng cà phê hạt tiêu. Mình trộn đều lên. Sau đó mình cho mè. Mè này mè chưa rang nha. Nếu mà các bạn muốn màu đẹp, các bạn có thể cho một chút xíu dầu điều vào nha. Thì cái màu này rất là đẹp. Mình sẽ ướp mà trong vòng 15-20 phút. Sau đó thì mình sẽ mang đi nướng, nướng chín vàng. Mình sẽ nướng trong nồi chiên không dầu. Trong khi chờ nướng thịt thì mình sẽ nấu sốt nha. Mình sẽ đổ cái bát, mình sẽ cho cái bát đậu xay này vào trong sau. Các bạn sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối. Khoảng một muỗng cà phê dầu ô liu nha, một muỗng canh dầu ô liu. Sau đó mình nấu lên. Mình sẽ nấu để khi hỗn hợp sệt lại là được nha. Cái này là đậu phộng các bạn rang xong, các bạn cho vào máy xay, các bạn cho thêm một ít nước vào, các bạn xay lên, xay nhuyễn lên. Rồi sau đó thì mình sẽ nấu như thế này. Nếu như mà các bạn có máy xay là xay thật mịn được thì càng tốt nhé. Cái này mình xay bằng máy xay thịt nên là nó không được mịn cho lắm. Hỗn hợp của mình được rồi nha. Bây giờ mình bỏ ra nhé. Mình đã nướng thịt xong rồi và nước sốt mình cũng nấu xong rồi nha. Giờ mình sẽ đi cuộn nha. Giờ mình sẽ đi cuộn bánh nha các bạn. Mình sẽ lấy một miếng bánh
trải ra thảm. Các bạn sử dụng cái thảm này để quận thì nó sẽ không có bị dính nhé. Mình sẽ cho rau vào. Mình sẽ cho thịt vào nhé. Mình cho một miếng dưa vào. Rồi mình gói lại nhé. Mình sẽ cuộn lần lượt hết cái chỗ bánh kia nha các bạn. Mình đã cuộn phở cuốn thịt nướng xong rồi. Bây giờ các bạn mình sẽ khi mà ăn á, mình sẽ múc một hai muỗng canh nước mắm vào chén nha. Mình sẽ múc một hai muỗng canh nước mắm vào chén. Sau đó thì mình cho một muỗng tương đậu và nước sốt đậu vào. Mình sẽ cho một muỗng sốt đậu vào. Mình quậy lên nhé, cho nó hòa tan vào với nhau. Rồi mình chấm nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Bếp Nhà Kê nha.